Tài xế Dư Dĩ Minh, biệt danh Tôm Cua Cá, 56 tuổi, đã kết hôn, có 3 đứa con. Quan hệ gia đình và gia cảnh của họ cũng bình thường. Bình thường thích cờ bạc, nhưng mà cũng chỉ chơi vui với đồng nghiệp. Ở ngoài cũng nợ tiền cờ bạc bình thường với lại mượn tiền cho con đi học. Còn người cãi với ông ta? Có luôn. Đại đệ, xã hội đen lỗi thời, làm công lẻ ở công trường khu công nghiệp Tướng Quần Áo. Người này hơi rắc rối, vừa nghèo vừa nhiều sở thích, nợ không ít tiền nóng. Với lại cá tính của anh ta hơi nóng nảy, suốt ngày gây sự, có một chút tiền án. Công ty xe buýt cũng nói rồi, khi xe chạy xin đừng trò chuyện với tài xế, còn cãi nhau nữa. Chị Mai, em tìm được đoạn clip quay lại cảnh tai nạn. Chị Men, nhận được tin, bây giờ câu chuyện bên sót chủ yếu là tập trung vào chuyện tài xế xe buýt cãi nhau với hành khách trước khi tai nạn. Ok, rót cho chị ly nước. Dạ. Tôi đã có đoạn tin tức đó rồi. Có lẽ lúc xe buýt đang chạy, linh kiện này đã bị đứt. Không phải lúc xe buýt bị lật mới đứt. Nước. Nhà cung cấp linh kiện xe buýt là ai vậy? TK Machinery. Gọi cho họ giùm chị. Xin chào, chúng tôi là phòng truyền thông TK Machinery. Hello, xin chào. Tôi là Giang Tuệ Tâm, SNK News, muốn hẹn buổi phỏng vấn video với mọi người. Chị Minh, TK Machinery là nhà tài trợ quảng cáo lớn nhất của chúng ta. Thì đó. Cúp máy. Gửi clip này cho Hậu Kỳ, nói là nặc danh gửi được rồi. Dạ. Alo. Dạ. TK Machinery đồng ý cho tôi làm đặc quyền phỏng vấn. Ai ngờ có người gây rối, làm họ gọi tới khiếu nại chúng ta, sắp xếp rối tung. Phi gia, anh xử lý đi. Đã nói nhiều lần lắm rồi, chúng ta cùng một phòng ban, anh giấu nhiều chuyện như vậy. Anh không nói tôi làm sao biết anh phỏng vấn ai? Nhà tài trợ TK này do tôi mấy năm trước kéo về, có cũng nghĩ ra mà. Quan trọng là giờ vàng có độc quyền thôi. Nếu là sự hiểu lầm, vậy thì chúng ta cùng hợp tác. Không cần, họ chỉ đích danh tôi làm. Vậy tức là sao? Lát nữa phỏng vấn tôi ngồi đó nghe thôi sao? Tôi sợ tôi không chịu được, bùng nổ không biết sẽ nói ra chuyện gì. Phi gia, trước giờ sắp xếp chương trình tôi luôn tin anh, có gì báo với tôi. Làm hư bộ phỏng vấn của TK, Giang Tiểu Tâm sẽ chịu trách nhiệm. Lương Cảnh Nhân, tôi cũng có trách nhiệm nhắc anh. TK là nhà cung cấp linh kiện cho xe buýt bị nạn, họ có nhiều che giấu, chắc chắn có mờ ám.
Biên tập viên tin tức và kẻ xung phong làm bậy làm phỏng vấn, lợi ích xung đột nghiêm trọng. Tôi sợ đến chừng đó cả chiếc ghế của anh cũng không giữ được. Mẹ, có phải cô có tin không? Không có. Phỏng vấn không có phần tôi. Tôi lo lắng để làm gì chứ? Chị Men, ok không? Tôi có sơ suất gì chưa? Chị Men. Sao hả? Không, kềm không được nên nói với chị. Tài xế ở bệnh viện vừa mới bị bắt. Cái bộ sự thật nằm ở chỗ của tôi. Tôi biết, hỗ trợ điều tra thôi. Sự thật thì chỉ có một. Nửa tiếng sau nói cho anh biết. Bên TK vừa mới quỷ bữa phỏng vấn. Tính sao đây? Có người làm độc tác giả, người nào làm hư chuyện thì xử lý lại đi. Trời, TK chỉ đích danh anh phụ trách mà. Anh không có kế hoạch B sao? Còn phải chứ. Hai người đừng tranh cãi trước mặt tôi nữa. Tôi chỉ có một vấn đề, lát nữa tính sau đây. Nếu không có gì coi á, thì không phải hai người chết mà tôi cũng chết nữa. Tôi đang tìm chuyên gia cùng đẳng cấp rồi. Để lặp lại lần nữa, cả thế giới nhắm tới mục tiêu vẫn là chuyện tài xế và hành khách cãi nhau. Tìm công nghiệp nặng Quảng Tường Lư triển ứng đi. Phản đối. Hai công ty là đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Cô làm vậy tức là tạo cơ hội cho Quảng Tường bôi nhọ TK. Coi như tôi chưa nói, anh tự mình tìm đi. Vậy đi. Cả hai hướng đều làm hả? Phần thứ nhất là làm phần tài xế cãi nhau, sau đó là làm linh kiện. Cô đừng có quên ai là nhà tài trợ của chúng ta. Tôi không có ý kiến. Cho nên chúng ta càng phải tỉ hiềm. Bất thình lình TK hủy bỏ, rõ ràng có tật giật mình. Nếu chúng ta tiếp tục cố ủng hộ, khán giả nhất định khiếu nại. Tới lúc đó bôi nhọ tên tuổi công ty thôi. Quảng Tường không liên quan gì đến chúng ta. Lập trường trung lập hơn nhiều. Nếu có vấn đề phỏng vấn Quảng Tường công kích TK, giờ giờ sắp tới tôi không làm. Coi tiến sĩ Lưu có đồng ý hay không cái đã. Lần trước trong buổi tọa đàm cựu sinh viên, cô giọng căng thẳng như vậy rồi. Để coi sao.